Hầu hết tất cả các anh chị đã chuẩn bị tốt cho những tình huống từ chối của khách hàng. Thì trong những trường hợp như thế này, các anh chị cần tiến thêm một bước chuẩn bị tốt hơn cho việc đối phó với tình huống từ chối của họ. Bước thứ nhất, cần phải phân loại lý do từ chối của khách hàng, sau đó thực hiện thêm 3 bước dưới đây. Thứ nhất, thể hiện sự thông cảm. Thứ hai, xử lý lý do từ chối. Thứ ba, hoàn thành yêu cầu thằng gặp. Ba, trong 3 bước trên, bước khó nhất đó chính là xử lý lý do từ chối. Và sau đây có một vài phương pháp xin được chia sẻ với các anh chị cùng tham khảo. Thứ nhất là phương pháp đơn giản nhất, đó chính là giữ sự im lặng. Phương pháp thứ hai đó chính là chuyển lý do từ chối thành câu hỏi tại sao. Và bước thứ ba, chuyển một vấn đề phủ định thành một vấn đề khẳng định. Và bước thứ tư, cuối cùng là chờ đợi sự từ chối từ khách hàng. Tiếp theo, chúng tôi xin mời các anh chị hãy cùng nhau lắng nghe phần chia sẻ của Vương Huy Hùng và xem thử trong những tình huống đó sẽ được áp dụng thế nào. Ông chủ Vương, tình hình kinh doanh của tiệm anh dạo này có vẻ rất tốt. Cũng tạm ổn. Còn anh thì sao? Gần đây tốt không? Thời gian gần đây tôi rất bận. Hiện nay tôi là nhân viên tư vấn của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Cát Hay. Đây là danh thiếp của tôi. Cảm ơn anh. Tôi biết là anh đang bận, nhưng anh có thể dành cho tôi một ít thời gian để thảo luận về kế hoạch tài chính không? Ai, tôi không có hứng thú. Tôi không muốn nghe những gì liên quan đến bảo hiểm. Tại sao vậy? Tại vì chúng tôi đã có quá nhiều hợp đồng về bảo hiểm rồi. Tôi hiểu được suy nghĩ của anh chị, nhưng tôi cũng không chắc rằng anh chị có thật sự cần đến sự bảo vệ của tôi hay không. Nhưng tôi muốn dùng một vài phút thời gian rảnh rỗi để chia sẻ với các anh chị về nội dung và tính chất công việc của tôi. Vậy anh cảm thấy thứ tư hay là thứ sáu sẽ tiện lợi hơn cho anh chị? Trong khoảng thời gian này chúng tôi đều rất bận. Thật ra nguyên nhân tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là những người bận rộn thường là những người rất thành công trong công việc. Những người thành công trong công việc thì thường cần đến sự phục vụ của tôi. Tôi biết rằng mỗi một ngày từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, nhất định anh chị sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Vậy trong khoảng thời gian nào các anh chị sẽ rảnh rỗi buổi chiều được không ạ? Không được. Vậy khoảng 7 giờ 30 được không ạ? Không được đâu, lúc đó cũng đông khách mà. Nhân viên tiếp thị đều như vậy. Cảm ơn anh chị đã cho tôi thời gian để được chia sẻ. Vậy khoảng 7 giờ 30 tối tôi sẽ quay lại. Hy vọng tôi sẽ phục vụ được cho anh chị một phần nào đó trong cuộc sống. Và hy vọng một ngày nào đó chúng ta có cơ hội cùng hợp tác với nhau. Và hơn thế nữa là những người bạn tốt. Qua đoạn phim, các anh chị có nhận ra kỹ năng ứng phó từ chối của anh Vương Phi Hùng nằm ở đâu không ạ? Mời các anh chị xem lại đoạn phim khi nãy. Chú ý cách mở lời với khách hàng của Vương Quỷ Hùng. Như vậy các anh chị sẽ hiểu được vấn đề thôi ạ. Ông chủ Vương, tình hình kinh doanh của tiệm anh có vẻ rất tốt. Cũng tạm ổn. Còn anh thì sao? Gần đây tốt không? Thời gian gần đây tôi rất bận. Hiện nay tôi là nhân viên tư vấn của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Cát Hay. Đây là danh thiếp của tôi. Các anh chị có để ý đến Vương Phi Hùng đã có thái độ vô cùng tự tin và tích cực. Qua sự quan sát và tìm hiểu thì chúng ta thấy Vương Phi Hùng biết được ông chủ Vương là một khách hàng rất tiềm năng. Ông ấy có sẵn 4 kiến thức cơ bản về bảo hiểm nhân thọ và ông ấy hiểu rằng bảo hiểm rất tốt đối với ông ấy và cả gia đình của ông ấy. Vương Phi Hùng đã nhận được điều đó nên anh ấy vô cùng tự tin. Anh ấy đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà mình muốn bày tỏ đối với khách hàng để nói cho khách hàng mình biết được những vấn đề. Tôi biết là anh đang bận, nhưng anh có thể dành cho tôi một ít thời gian để thảo luận về kế hoạch tài chính không? Tôi không có hứng thú. Tôi không muốn nghe những gì liên quan đến bảo hiểm. Trong tình huống này, anh ấy đã suy nghĩ rất nhanh và có nên trả lời tiếp tục hay không? Nhưng trên thực tế thì anh ấy không hề để câu nói này ảnh hưởng đến mình. Sự im lặng của anh ấy thể hiện sự đồng cảm
và cũng có thể là anh ấy sẽ đưa ra một quyết định khác mạnh mẽ hơn. Giữ sự im lặng là một phương pháp rất hữu dụng. Ngoài ra, bạn có thể gật đầu nhẹ hoặc lên tiếng để thể hiện sự đồng cảm với khách hàng. Hay, tôi không muốn mua bảo hiểm, tôi không có cảm hứng gì với bảo hiểm cả. Tại sao vậy? Thông thường, bạn có thể dùng sự từ chối của khách hàng để biến thành một câu trả lời cho mình. Đó chính là đặt một câu hỏi tại sao. Và bạn phải quan sát sự biểu hiện của khách hàng. Nếu họ không vui thì bạn phải thể hiện sự đồng cảm và nói với họ rằng: tôi biết nhất định là anh có suy nghĩ như vậy, nhưng nguyên nhân vì sao anh có thể chia sẻ với tôi được không? Thật ra, câu hỏi tại sao ý nghĩa rất đơn giản, nhưng nó hàm chứa rất nhiều vấn đề trong đó. Ngoài việc chuyển lý do từ chối thành một câu hỏi, thì điều quan trọng là các anh chị phải tìm ra lý do ở đâu. Hả? Tại sao vậy? Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Tại vì chúng tôi đã có quá nhiều hợp đồng bảo hiểm rồi. Tôi hiểu được suy nghĩ của anh chị. Mời các anh chị chú ý, Vương Quy Hùng không vội trả lời cho tình huống này. Anh rất chậm rãi và biểu hiện sự đồng tình với khách hàng. Và câu trả lời của bà Vương: chúng tôi đã có quá nhiều hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp cho Vương Quy Hùng không cần phải tiến thêm một bước phân tích tình huống từ chối. Điều này cũng thể hiện được sự tôn trọng của Vương Quy Hùng đối với khách hàng. Anh đang từ từ suy nghĩ lời nói của đối phương. Để giao tiếp đạt được hiệu quả tốt nhất thì chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng tôi cũng không chắc rằng anh chị có thật sự cần đến sự bảo vệ của tôi hay không. Nhưng tôi muốn dùng một ít phút rảnh rỗi để chia sẻ với anh chị về nội dung và tính chất công việc của tôi là như thế nào. Trong tình huống này, anh ta dùng từ "tôi không chắc rằng". Điều này mang lại một hiệu quả rất tốt. Nhưng một khi khách hàng tiềm năng tỏ ý đồng thuận thì các anh chị nên nhớ một điều rằng không nhất định phải ký hợp đồng với họ mà phải cố gắng có được một cuộc hẹn với họ. Đây chính là kỹ năng thông cảm và thấu hiểu từ chối của khách hàng. Nếu không gặp được vấn đề, hãy nắm được cơ hội hẹn gặp khách hàng. Vậy thì thứ tư hay là thứ sáu thì anh chị sẽ có thời gian rảnh? Không được, hai ngày này chúng tôi đều bận. Thật ra nguyên nhân tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là những người bận rộn thường là những người rất thành công. Những người thành công trong công việc thì luôn cần đến sự phục vụ của tôi. Tôi biết rằng mỗi một ngày từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, nhất định anh chị sẽ có một khoảng thời gian rảnh. Vậy, trong khoảng thời gian nào anh chị sẽ có thời gian rảnh? Buổi chiều 5 giờ được không ạ? Không được. Vậy khoảng 7 giờ 30 được không ạ? Không được đâu, nhưng mà cho anh vài phút nhé. Nhân viên tiếp thị đều như vậy mà. Xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian được chia sẻ. Khoảng 7 giờ tối tôi sẽ quay lại. Hy vọng sẽ phục vụ được cho anh chị một phần nào đó trong cuộc sống. Và hy vọng đến một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội cùng hợp tác, và hơn thế nữa là những người bạn tốt. Vương Quy Hùng đã tỏ thái độ rất tôn trọng khách hàng và chủ động đưa ra thời gian cho khách hàng lựa chọn. Anh ấy đã sử dụng hai chữ trùng hợp để chuyển tình huống phủ định trở thành tình huống khẳng định. Và những câu nói cuối cùng của anh ấy làm cho khách hàng có được cảm giác nhẹ nhàng hơn, rằng anh ấy không có ý định ép buộc khách hàng ký hợp đồng với anh ấy. Đương nhiên, sự trả lời của khách hàng cũng chính là kết quả tốt nhất. Đến đây, các anh chị đã xem và hiểu được cách xử lý từ chối tình huống. Tiếp theo, mời các anh chị xem tiếp 3 bước cần thực hiện. Bây giờ chúng ta thử đưa ra một tình huống vợ chồng ông chủ Vương lấy lý do là không có tiền và không có hứng thú để từ chối anh Vương Quy Hùng. Tôi vô cùng xin lỗi, với tình trạng hiện nay tôi không thể mua bảo hiểm. Nếu như bạn là Vương Quy Hùng, bạn sẽ trả lời như thế nào? Tôi hiểu tình hình của anh chị hiện nay không chấp nhận bảo hiểm. Tôi sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu như anh nói với tôi rằng anh muốn mua bảo hiểm. Thật ra tôi cũng không biết rằng tôi có thể giúp được gì cho anh chị hay không, nhưng tôi chỉ muốn có một cơ hội để được chia sẻ với anh chị mà thôi. Chỉ cần anh chị dành cho tôi một vài phút thôi để tôi có thể giải thích cho anh chị về nội dung công việc của tôi là như thế nào. Và đến một ngày nào đó, nếu anh chị có nhu cầu cần đến bảo hiểm thì các anh chị sẽ hiểu được những thông tin mà tôi chia sẻ. Nghe ra thì cũng hấp dẫn đó, nhưng thật sự là tôi không có thời gian. Lúc này, Vương Phi Hùng sẽ trả lời như thế nào?
Tôi biết là anh chị không có thời gian. Vậy ngày mai tôi sẽ quay lại. Theo anh chị nghĩ thì 7 giờ tôi đến sẽ tiện hơn hay là 8 giờ 30 nữa? Anh nhìn thấy các hợp đồng này không? Chúng tôi lấy đâu ra khả năng để chi thêm hợp đồng mới nữa chứ? Nếu như bạn là Vương Phi Hùng, trong trường hợp này bạn sẽ nói như thế nào đây? Đương nhiên, mỗi một người đều gặp khó khăn cho những chi phí của mình. Vật chất giá thành ngày càng tăng cao. Và nói chính xác rằng, tôi đến đây để giúp anh chị tiết kiệm, chứ không phải làm cho các anh chị lãng phí tài chính của mình. Tôi cũng không biết chính xác rằng tôi có thể giúp được gì cho anh chị. Cái tôi muốn chỉ đơn giản là để chia sẻ với anh chị. Vậy thì thứ tư hay thứ sáu thì anh chị sẽ có thời gian. Anh muốn chia sẻ bảo hiểm nhân thọ với tôi à? Nếu như bạn là Vương Phi Hùng thì bạn sẽ trả lời như thế nào cho tình huống này? Bà Vương à, tôi không chắc rằng chị sẽ cần đến bảo hiểm nhân thọ hay là những dịch vụ tài chính khác. Tôi chỉ hy vọng có một ít thời gian chia sẻ với anh chị về bảo hiểm nhân thọ, nội dung của nó vô cùng phong phú. Chúng tôi có bạn làm trong công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife rồi. Manulife là một công ty bảo hiểm tốt, nhưng tôi không chắc rằng mỗi một nhân viên tư vấn thì có thể chăm sóc chu đáo và tận tình cho anh chị. Anh chị cũng là những người trong kinh doanh, anh chị cũng hiểu rất rõ về phương thức chăm sóc phục vụ khách hàng. Tôi chỉ cần một ít thời gian để chia sẻ với anh chị và đề nghị các anh chị có thể tham khảo thêm. Anh chị cảm thấy thế nào? Anh trai à, anh hiểu em hơn tất cả mọi người mà. Hiện nay tình hình tài chính của em rất khó khăn. Anh biết, anh hiểu em đang rất khó khăn. Anh hiểu hoàn cảnh của em nên anh mới đến đây để giúp em tiết kiệm tiền chứ không phải bắt em tiêu phí tiền của mình. À, em rể tối thường 8 giờ 30 về đến nhà đúng không? Vậy em hẹn 8 giờ 30 ngày thứ năm nha, hay là tối thứ sáu sẽ tiện hơn, chúng ta sẽ bàn luận rõ hơn về vấn đề này được không? Tối thứ năm là được rồi. Vậy hẹn tối thứ năm nhé. Tôi hiện là nhân viên tư vấn bảo hiểm của nhân ty nhân bảo hiểm nhân thọ Cát Hay, đây là danh thiếp của tôi. Huy Hùng, tôi không nghĩ rằng anh sẽ làm công việc này đó. Tôi hy vọng anh dành cho tôi một ít thời gian rảnh để bàn luận về kế hoạch tài chính. Ý anh nói là bảo hiểm nhân thọ hả? Đúng rồi. Công ty chúng tôi ngoài bảo hiểm nhân thọ thì còn rất nhiều những sản phẩm khác. Theo anh cũng biết đó, chúng ta lên kế hoạch tài chính càng sớm thì càng tiết kiệm thời gian để dành tiền cho mình càng sớm hơn. Hả? Mua bảo hiểm nhân thọ vẫn tích lũy được một khoản tài chính à? Vậy trễ hơn một chút tôi sẽ quay lại. Anh thấy 3 giờ tiện hay 4 giờ tiện nè? 4 giờ đi. Ok, vậy anh làm việc đi, khoảng 4 giờ tôi quay lại nha. Ok. Chị ơi, lần trước tôi có thảo luận với chị đã suy nghĩ đến đâu rồi? Hiện tại công việc của tôi cũng tương đối tốt, nhưng tôi chưa có nhu cầu về bảo hiểm, thật ngại quá. Tôi hiểu có thể hiện tại chị chưa cần đến bảo hiểm. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chị nói với tôi là chị đang có nhu cầu về bảo hiểm. Tôi cũng không biết rằng là tôi có thể phục vụ được trong kế hoạch tài chính và trong cuộc sống của chị như thế nào. Tôi chỉ hy vọng có một ít thời gian để chia sẻ với chị những tính chất trong công việc của tôi. Và đến một ngày nào đó khi chị có nhu cầu thật sự về bảo hiểm thì khi đó chị đã có một ít những khái niệm mà tôi đã chia sẻ với chị. Như thế có được không ạ? Vậy chị nghĩ chúng ta hẹn vào chiều thứ bảy lúc 7 giờ hay 8 giờ tối? 8 giờ được không? Vậy 8 giờ chúng ta hẹn nhau nhé. Qua những đoạn phim trên, các anh chị có thể rèn luyện cho mình những tình huống hẹn gặp khách hàng hoặc khi bị khách hàng từ chối. Các anh chị hãy thực hiện thử xem như thế nào nhé. Mỗi một người đều có thể diễn ở nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau. Các anh chị có thể là một tư vấn bảo hiểm, có thể là một khách hàng tiềm năng hay là một người khách quan nào đó. Hãy đưa ra thật nhiều tình huống để rèn luyện cho mình. Mỗi một người đều có thể làm tốt mọi khía cạnh, nhưng có một điều cần chú ý, đó chính là đồng nghiệp của các anh chị còn lợi hại hơn những lý do từ chối của khách hàng tiềm năng nhé.